Hello everyone, my name is Minh Hiếu. I'm from a west side of Vietnam. I'm studying at UAX University. This is my two partner. Hi guys, my name is Bảo Hưng. I'm currently studying Business Information System at UAX University. Hello everybody, my name is Nhân and I'm a student of the UAX University and my major is Business Administration. Dạ, tại em nghĩ là tiếng Anh thì mình sẽ tiếp cận dễ hơn thông qua về mặt ngôn ngữ trực tiếp khi mình được nghe người ta nói, cách người ta phát âm á. Cho nên là em cảm thấy cái việc xem phim thì nó sẽ giúp em tiếp thu dễ hơn. Dạ, Rista cũng là phương pháp độc quyền của trung tâm. Thì nó ứng dụng vào việc học ngữ pháp rất là hiệu quả. Qua đó cũng giúp mình cải thiện cái kỹ năng phản xạ tiếng Anh nhanh hơn. Em cảm thấy là em tự tin hơn khi mà em nói tiếng Anh. Tại vì lúc trước em cũng khá là ngại trong cái việc mà speaking English. Nhưng mà sau khóa học thì em thấy mình được cởi mở và tự tin hơn trong việc là mình giao tiếp và truyền đạt được những cái mình muốn bằng tiếng Anh. Dạ thì về cái dự định thi của em á, là ban đầu em tính là sẽ là thi vào năm sau, là sẽ có thời gian ôn nhiều hơn cũng như là sẽ dành thời gian để cải thiện hơn, nhưng mà cũng một phần là nhờ cái sự trợ giúp của trung tâm đã tạo điều kiện cho tụi em thi sớm hơn để có thể ma sát cũng như là tiếp cận được với cái đề. Quá trình ôn thi của tụi em thì em thấy nó không căng thẳng như người ta. Trong cái giai đoạn mà bắt đầu chuẩn bị thi á thì là giai đoạn mà em khá là nhiều việc, kể cả đi làm lẫn là đi học ở trường, nên là không có thời gian nhiều để ôn, chỉ có ôn 2 buổi với giảng viên của trung tâm. Thì 2 buổi đó em cũng được tiếp cận với cái đề thi, hiểu là cái cấu trúc đề thi thế nào, cũng như là một cái số lưu ý khi mà đi thi. Dạ, điểm đầu ra TOEIC của trường em là 500 điểm. Thì khi mà thi được 700 cộng như vậy thì nó đã vượt qua cái mức điểm đầu ra của trường em. Dạ, lý do là em ghiêng tất cả nguyên là Simple English luôn là vì em cảm thấy hài lòng với tất cả mọi dịch vụ mà tại Simple English cung cấp. Ví dụ như là từ các giảng viên cũng như là đội ngũ tư vấn viên, về cơ sở vật chất cũng như là các phương pháp học thì em thấy rất là hài lòng. Cho nên em mới ghi là Simple English là thể hiện cho tất cả những điều mà tụi em tâm đắc hết. Nice.